hả? Nhỏ lên sát đường mà tiếng. Cái luồng 7 này của mình thì được 23-7, nhưng mà trong quá trình 23-7 này thì Út cũng đã bỏ 2 tuần rồi đó cô chú anh chị. Còn đồng hành với mình hôm nay thì Chào các bạn, mình là Tiến. vẫn là em Tiến đó. Nhưng cũng như mọi khi thì cho bạn gắn miền quê xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn mình qua màn ảnh nhỏ ha. Đây thì bây giờ cũng tới địa điểm thăm 7. Cái bẫy đầu tiên của mình thì gốc đó. Hôm nay mà nếu như mà không chạy là tính ra hao chuột chắc luôn đó bà con ơi. Ơn này nè Tiến. Còn 7 là được rồi. Có 23-7 đó. Hao nữa cái thôi thua luôn. Đem theo mấy chuột, 23 cái chuột đây rồi. Đâu có, anh đem theo tới 24, 25 con lận. Trừ hao. Số lượng mình đem theo rồi chuột nó còn hao nữa. Chuột đầu tiên. Rồi, cái này thì hao con chuột đầu tiên. Anh sống giỏi lắm bà con chuột. Kệ nó đi, miễn có là vui rồi. Rồi, ở đây là cái bẫy thứ hai và cái bẫy thứ ba. Nhưng hôm nay đi vô thấy người ta đốt. Rồi, 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 xong hết trơn rồi. Cái thứ hai, cái thứ ba gì? Cái bẫy thứ hai của mình chắc không đánh đổi với mà. Có cái bẫy thứ ba bên kia thì không biết như thế nào thôi. Đó, xích xuống. Không có, em đây nè. Ừ, dở về cỏ lên. Bước xích xuống tí. Lụm cho anh con hổ bự bự coi. Hổ mà điều hổ hành, hổ ngựa gì cũng được. Rồi cái bẫy nó nhảy xìu nữa. Chiến lợi phẩm đầu tiên của mình là con gắn mối. Cái đoạn đường của hai anh em hôm nay đi vô hơi vất vả. Em nhịn anh Tiến không được ha. Hả? Mày nhịn anh cái không được à. Ở đây một cái nha cô chú anh chị. Cái bờ này thì Út thấy khá là êm. Những đi tiếng. Cái bờ thấy khá là êm nhưng chuyến đầu tiên của mình thì trượt rồi. Không biết chuyến này thì nó như thế nào. Có phải không? Đó, lắm lắm. Ờ, có lý. Ờ. Để con tàu bá gắn nhì quá. Ai biết không giờ. Anh giờ mình thấy bong bóng thôi. Ồ, con hổ hành ngon quá rồi con ơi. Giờ nhờ em nó bắt ra luôn. Còn mình thì mình phụ. Mở hai túi lưới huyền thoại. Gắn thì người khác bắt. Bán à. Đi thiệt mình. Anh đâu có bán đâu anh biết. Thì con này mấy. Con này bự quá ta. Con này bự mà tiếng em nói. À. Con này về trên hang rứa em chưa. Hang rứa à. Ba lần mốt mà ơi. Còn hai cái bẫy này thì tính ra khá là xa nha cô chú anh chị. Bên đây một cái và bên kia một cái. Hai cái nằm cách nhau chắc khoảng chừng 5 mét à. Nhưng mà mỗi cái đường đi thì nó ngay là nó khác nhau hết. Không có cái nào giống cái nào. Đây nè, Út đặt ở đây một cái, em Tiến nó đặt bên đó một cái. Hai cái 5 mét à, chứ không có xa. Đó, hộp xuống đó là em thấy à. Đừng có môi ra quá, em dở cái dừa cỏ đó lên. Dừa cỏ đó, dừa cỏ dở mà. Thấy chưa? Đừng dính, đừng dính. Ê. Sao bảy nghìn tiền anh? Ôi chết chuột. Ôi chuột trả tay rồi. Đau lòng chưa. Hiện tại thì ở đây còn một bẫy. Hai cái bẫy nằm sát một bên. Chưa đầy 6 mét. 6 mét.
Cái bên kia thì đông rồi, được. Còn cái bên này cũng không có bằng đâu. Rồi cái bên này thì khô quá. Sao em? Ừ, hay quá tiếng ơi. Đây thì bây giờ mình bước xuống xe. Còn một cái đó của chú anh chị. Cái nền chỗ này thì lúc trước thì nó ngay hành ngựa đều có chảy. Hả? Ừ, nó đặt mày lục mè, tối ngày cứ chù mình dính lục mè không à. Ở cái này cũng thấy có trong phần cũng to đụng nè. Em lục mè lên ký vô kèo. Vô kèo mà con này. Khá là nặng. Đây 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 đây. Quá xa là phê. Đây là nhà em nó bắt ra luôn. Dưới tay. Lên em. Để bắt cắn giùm các bạn, mình chưa bắt những con. Vậy chứ em chưa thăm mà. Ngồi dính 5-6 hũ ngựa cho ông bắt. Chơi gì ai chơi lại. Ồ, con này đây khá là lớn. Đang nỉ nó đi. Ở đâu đây? Ok. Ôi, cầm cái tiếng, cầm tiếng nó trượt tiếng ơi. Còn. Quá xá là phê còn ngon hành. Nghe tiếng, cái túi này. Rồi. Mỗi khi Út đi tới đây là kết thúc chuyến thăm bảy. Nhưng mà hôm nay thì mình đi ngược lại nha cô chú anh chị. Cứ đổi tới đổi lui cho nó có tiến triển gì hay là không. Nên chỗ này thì mình cũng dính được là mấy con. Nhưng mà hôm nay cậu bộ lạnh ít dữ nhiều rồi. Chuột mình hư đồ nào tới giờ. Thôi nhét bịch lũ trước đi. Lên để ăn chuột kêu sao. Như khu này ở đây thì mình có 2 bẫy. Nhưng đi vô cái bẫy khắp đường thì có người gỗ cũng không có quay. Mà chó cũng quằng me mũi thính chứ. Cũng quằn cái bẫy của mình banh chành hết trơn rồi. Rồi kêu em nhờ em tiến sửa lại. Đang ngồi sửa ngoài không biết có được hay là không. Còn như cái bẫy này hôm nay thì mình đi vô mình rút luôn cô chú anh chị. Cái này hành ngựa gì thì mình cũng có dính hết. Cái này cũng dính được con hô hành nữa nè. Phần thì ngay góc bên đây. Nè, em nó lọn lọn chấm kìa. Cũng khá là ngon đó chứ. Rồi đi ra xe nhà em nó bắt luôn. Ê, cái bẫy bị mấy em mũi thính quằn. Rồi em Tiến nó ngồi năn niu nãy giờ. Cuối cùng cũng tạm ổn cô chú anh chị. Còn giờ cũng như con hồi nãy thì giờ cũng nhà em nó bắt ra luôn. Tính gà gắn của mình là em nó bắt nhiều. Sớm giờ bắt gắn giống không mà. Chưa bắt con nào. Gà ba. Con này cũng được nha tiếng. Hai lạng. Nãy bự lắm. Vô. Thấy con bẫy của phanh bự lắm. Hổm gà nhìn gắn gầm hoài. Thấy phân cho bán. Coi có vấn đề gì mắt không em? Có. Út thì nó ngay lùng bẫy này tại vì bỏ cũng hơi lâu. Bất cứ hôm nay là chỉ 5 chú thôi. 5 chú thôi là vui rồi. Nhưng mà đến giờ này thì mình cũng được là 3 chú rồi. Còn phân nửa lùng bẫy ha tiên. Ừ. 2 chú kia để tuần sau. Cũng mong rằng là vậy. Ơ lộn. Như cái bẫy trong này vừa rồi cũng dính được con hô ngựa. Nhưng mà cũng hơi nhỏ rồi cũng thả luôn. Này chỉ vô cái như thế nào. Cái nền thì thấy nói chung ra khá lừng bụng.
đây thì cũng sát bên nhà người ta, thằng Hải Úc nói chuyện hạn chế chút xíu. Hình như cũng có cảm giác. Ồ, cái này có đồ mà hư rồi bà con ơi. Tiếc quá. Tiếp theo thì ở đây cũng có một bẫy, nhưng mà trong quá trình thì nói ngay là lúc đi cái cây chống gung của mình nó hơi trục trặc, có vấn đề. Rồi giờ Út lấy gao cầm tay Út quay, nếu như có gung có lắc gì cô chú anh chị mình xem thông cảm cho Út ha. Phần bọng đi chăng bạn? Xem báo gì không một tí? Gì không thấy văn đó không văn. Báo cho anh vui vui chút xíu à. Rồi cái này hư chuột luôn bà coi. Cái bẫy mình dưới đó nè. Đây nè, sát bên gốc dừa. Bên kia thấp quá. Ừ. Cái này thì Út hạn chế đi cho nó đỡ lắc nha cô chú anh chị. Hả? Dở lên. Sát đường mà tiếng. Con gì? Hồ đô con ngựa. Con này khá là lớn nha cô chú anh chị. Đây, đây, đây. Ngon lành. Rồi thì giờ ngồi đây mượn nhà em nó ra luôn. Chứ đi đâu nữa giờ. Có chứ. Bốn giờ anh đang có không ngựa em. Bổn phận của em là bắt gắn mà. Chớm giờ anh có bắt không ngựa em đâu. Chớm giờ có bắt không ngựa em đâu. Có không? Ờ anh quên rồi. Đó đó đó. Con này lớn. Ý, số kỳ lắm. Hết biết con ô ngựa và con này. Bằng con hả? Vô. Con này ha. Hấp chưa có chút. Con này bự hơn con bữa hổm nữa tí. Hết có biết thiệt chưa? Vô, túm lại. Nghe con dây nghe tí. Nè, nè. Nè, nè. Rồi tạm thời Út xin ấp máy, khi nào có địa điểm thì mình sẽ quay tiếp nha. Hiện tại thì ở đây Út còn 27. 27 nó là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay luôn đó cô chú anh chị. Mới vừa đi ra thì cũng nghe ông chú nói mấy hôm nay ta có gặp anh đại bò ở đây lớn lắm. Nghe nói thì cũng mê mê, nhưng mà không biết kết quả của mình thì như thế nào. Bà vợ cái bẫy nhẹ tay à. Bẫy còn nhưng mà chuột thì không. Giờ ở đây thì Út còn một bẫy nữa thôi. Cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm hôm nay. Nhưng trong quá trình hôm nay thì đi thì nói ngay Út vẫn có bị hao bẫy nha. Đi lại tới địa điểm hồi nãy thì mới ghé xe lại gặp bao bẫy nằm ở ngoài. Dây thì người ta mở ra người ta bỏ. Thăm bẫy thì chẳng có bao nhiêu bẫy, còn bị hao hụt. Cứ lây gai hoài. Cái bẫy chỗ này bẫy cuối cùng. Lúa mà lên coi này gì đây. Chuột mình thì hư đâu mất tiêu rồi. Rồi thì để bây giờ Út sẽ tạm ấp máy về lát.
rồi vô tới trong kia úp xe tổng kết để cho em nó chào cô chú anh chị mình luôn. Chứ không thôi nhiều khi đi hai anh em mà vô đầu clip thì có, mà tới chừng cuối clip thì không thì cũng kỳ kỳ. Rồi thì bây giờ hai anh em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cô chú anh chị. Hôm nay ý con nào vô đây lột nè tiếng. Hả? Con nào vô đây lột nè, không có da nè. Có cái da con gắn trong cái túi anh nè. Con nào vô đây lột nè. Còn hổ ngựa. Lột da hả? Ừ. Đây cô chú anh chị. Con hổ ngựa hết, có biết con hổ ngựa. Ừ. Nhưng mà được ba con hổ hành, con nào hôm nay cái này cũng đẹp đẹp không nha. Thì hôm nay chiến thể lệ phẩm của mình thì như gì cũng khá là ok. So là 22 cái 7. Còn của em tiếng nó thì cũng được tương đương với của Út hôm nay. Nhưng mà em nó không có bị hao 7 nha, còn của Út thì bị hao 7. Rồi thì bây giờ cũng cho Út xin kết thúc clip ở đây ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip lần sau. Tạm biệt các bạn.